riêng bản thân tôi thì cái vấn đề làm sao để các em có được môi trường có thể phát triển tốt được năng lực để các em có thể được chấp cánh phải cao hơn thì đào quốc gia nói chung là hệ thống các trường đại học đào quốc gia Hồ Chí Minh là một cái trọng ưu tiên là trường phổ thông Năng Khiếu đã ưu tiên là trong cái việc mời các thầy và các trường về tư vấn tuyển sinh và đào quốc tế cũng là một cái trường thành viên được ban giám hiệu quan tâm và hợp tác trong nhiều năm nay. Sinh của mình cũng như là tổ chức nhiều buổi để đoàn quốc tế có thể qua chuyên Lê Hồng Phong để giới thiệu cho học sinh Lê Hồng Phong có hướng ra cho trung học phổ thông các em có nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề hơn và có một cơ hội tốt để các em có thể học tại đoàn quốc tế và trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa đã nhận được sự hỗ trợ rất là nhiều từ Đại học Quốc tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên ngày hôm nay thì được một cái việc ký kết rất là chính thức thì cũng như lời thầy Khoa nói, tất cả chúng ta đều mong muốn rằng là với việc ký kết chính thức này thì Đại học Quốc tế sẽ hỗ trợ nhiều hơn và sâu hơn nữa cho các trường phổ thông. Về riêng trường chuyên Trần Đại Nghĩa thì những năm vừa qua Đại học Quốc tế đã hỗ trợ rất là nhiều cho trường tôi trong công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học ngoài cái công tác hướng nghiệp vẫn thường thấy ở các trường đại học. Thì mặc dù là theo thầy Khoa nói á, thì Đại học Quốc tế là một cái đại học cũng còn non trẻ và thật sự thì Đại học Quốc tế hiện giờ đang là một cái điểm phấn đấu, cái nơi mà rất nhiều em học sinh trung học phổ thông, đặc biệt là các học sinh trường trung học phổ thông chuyên cũng như là các trường có cái chất lượng tốt hướng đến trong các năm học gần đây. Và đây cũng là một cái điều mà các trường trung học phổ thông trên thành phố thì luôn luôn cố gắng là đào tạo, bồi dưỡng để các em hướng đến đạt được cái được sinh hoạt, được học tập cũng như là hoạt động trong môi trường của Đại học Quốc tế. Khi các em nộp hồ sơ thì theo như thống kê của thầy Phương Hiệu Phó Chuyên Môn chúng tôi thì các em đăng ký nhiều và học rất là hiệu quả. Thì những năm qua thì các em được trao dồi, chúng tôi rất là tin và rất là hãnh diện. Các em đã được học tập ở môi trường này thì các em được trao dồi cái năng lượng chuyên môn rất là tốt. Cũng như để mà khi đi làm các em thích ứng nghề nghiệp, cái khả năng thích ứng rất là cao. Trường phổ thông và trường đại học của mình thì ngày nay nó càng gần nhau hơn trong việc khi mình nhận thức là cái vai trò của các thầy cô trong việc mà đào tạo một người lao động, mình có thể nói là cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước của mình.
từ không bắt đầu từ lúc vô đại học mà nó phải bắt đầu từ sớm hơn. Mình phải có định hướng nghề nghiệp nó tốt hơn cho các em, để khi các em chọn lựa và chọn đúng trường phù hợp với cái sở thích cũng như nguyện vọng cũng như cái năng lực của mình, thì như vậy là vai trò tư vấn của các thầy cô ở phổ thông rất là lớn. Và như vậy thì các thầy cô trường đại học cũng muốn là cái đầu vô của mình cũng tốt, cho nên là ta kết nối với nhau để ta làm công tác tư vấn ngày càng tốt hơn. Một phần thì là quảng bá của các trường, nhưng chúng tôi cũng biết rằng các thầy cô trường phổ thông thì cũng có rất nhiều thầy cô các trường đại học khác cũng đến và cũng có đặt những mối quan hệ. Thì chúng ta đã có những mối quan hệ trước đây rồi, bây giờ ta chính thức cái mối quan hệ này thành cái bạn hợp tác ký kết thôi.